Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh Xây Dịch TV. Hiện giờ tôi đang có mặt tại Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Như quý vị cũng đã biết, Vịnh Hạ Long từ lâu được biết đến là một vịnh biển đẹp và ấn tượng bậc nhất trên thế giới bởi cảnh quan thiên nhiên hết sức độc đáo và ấn tượng. Vịnh Hạ Long sở hữu gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có nhiều hòn đảo bên trong có những hang động hết sức kỳ vĩ, chẳng hạn như là động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Trinh Nữ, vân vân. Đặc biệt trong số đó, hang động mà được xem là lớn và đẹp nhất phải kể đến đó chính là hang Sửng Sốt. Đây là hang động Caster điển hình, có giá trị khoa học cao và là điểm đến thu hút du khách bậc nhất khi đến với Vịnh Hạ Long. Vào năm 2012, hang Sửng Sốt đã được Hiệp hội các văn phòng và môi giới du lịch SAC bình chọn là top 10 hang động đẹp nhất của thế giới. Trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân Xây Dịch TV để khám phá những điều đặc biệt bên trong hang động nổi tiếng này nhé. Hang Sửng Sốt nằm ở khu vực trung tâm của di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Và đây cũng là nơi tập trung nhiều đảo đá có hình dạng đặc sắc nhất của vịnh. Hang Sửng Sốt nằm ở bên trong hòn đảo có tên là Bồ Hòn, nằm cách cảng Tuần Châu khoảng 14 km, thuộc tuyến tham quan số 2. Cửa hang thì nằm ở lưng chừng núi, ở độ cao 25m so với mực nước biển. Từ vị trí của bến tàu, du khách sẽ leo lên khoảng 50 bậc đá dựng đứng, rồi lại đi xuống chừng 10 bậc đá nữa là đến với cửa hang. Tuy cửa hang nhỏ nhưng khi bước vào, ai nấy cũng đều bị choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của thế giới nhũ đá nơi đây. Theo lịch sử thì hang Sửng Sốt được phát hiện vào năm 1901 bởi người Pháp. Họ đã bất ngờ trước sự biến hóa đa dạng trong lòng hang, nên đã đặt tên nơi đây là Grotte de la Surprise, nghĩa là hang động của sự ngạc nhiên, sửng sốt. Mặc dù được phát hiện ra từ sớm, thế nhưng sau 40 năm từ ngày hang Sửng Sốt được tìm ra mới có nhiều người biết đến hơn. Bắt đầu từ năm 1993 thì hang Sửng Sốt mới bắt đầu đón chào những vị khách du lịch đầu tiên đến đây để tham quan và khám phá. Quý vị và các bạn thân mến, hiện giờ tôi đang đứng tại vị trí của cửa hang để chuẩn bị cho hành trình tham quan và khám phá bên trong lòng hang Sửng Sốt. Hang Sửng Sốt này có tổng diện tích khoảng trên 10.000 m2, được chia thành 3 khoang chính. Mỗi một khoang sẽ có cái quy mô cùng với vẻ đẹp khác nhau. Bên trong hang Sửng Sốt thì có hệ thống đường đi được lát đá, chạy dọc từ cửa hang lên tới vị trí của lối ra, dài khoảng 800 m. Ngay tại vị trí của khoang đầu tiên có một hồ nước ngọt quanh năm không cạn. Đây được xem là một điều vô cùng đặc biệt. Được biết là trước đây người dân chài sống ở Vịnh Hạ Long này vẫn thường vào đây để lấy nước ngọt để uống và sinh hoạt. Nhưng kể từ khi hang Sửng Sốt được đưa vào khai thác du lịch, dân chài không được phép tự tiện vào đây nữa, mà họ chỉ được mua nước ngọt từ bên ngoài chuyển vào. Ở khoang đầu tiên trong lòng hang Sửng Sốt trông giống như một nhà hát opera khổng lồ. Điều đặc biệt là ở trên trần hang có mái vòng cong in các vệt lõm rất đều và mịn, cùng vô số những chùm đèn thạch nhũ lung linh. Giữa hang còn có những cột nhũ to lớn, nối thẳng từ nóc xuống nền hang, tựa như những chiếc dây đàn căng sẵn, chỉ chờ bàn tay của tạo hóa gãy lên khúc ngân nga. Chia tay với khoang thứ nhất, giờ đây xin mời quý vị cùng với tôi đi tiếp qua lối nhỏ để tới với khoang thứ hai. Đây được xem là khoang lớn và đẹp nhất trong lòng hang Sửng Sốt. Trong khoang thứ hai có vô vàn các băng đá và nhũ đá đẹp với nhiều hình thù khác nhau. Tuy nhiên ấn tượng nhất phải kể đến là nhũ đá có hình chú ngựa và một thanh gươm dài, gắn liền với truyền thuyết thánh gióng. Chuyện kể rằng sau khi đánh tan giặc Ân, thánh gióng đã giúp người dân ở đây đánh đuổi yêu ma, rồi bay về trời. Thánh gióng đã để lại thanh gươm và con ngựa quý để trấn an dân chúng.
Sự tích hang sửng sốt càng thêm thuyết phục, bởi trong hang này vẫn còn nhiều đường nét tự nhiên, dường như là những dấu tích của trận chiến ác liệt ngày xưa. Vết chân ngựa giống trở thành những ao hồ sau này, cùng với nhiều tảng đá to lớn vỡ vụn. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì lịch sử địa chất địa mạo của Vịnh Hạ Long trải qua ít nhất là 500 triệu năm, với những hoàn cảnh cổ địa lý rất khác nhau, với nhiều lần tạo sơn, biển thoái, rồi sụp chìm, rồi biển tiến. Vịnh Hạ Long có một quá trình tiến hóa Caster đầy đủ trải qua 20 triệu năm nhờ sự kết hợp đồng thời giữa các yếu tố như là tầng đá vôi rất dày, khí hậu nóng ẩm và quá trình nâng kiến tạo chậm chạp trên tổng thể. Hầu hết các hang động ở Vịnh Hạ Long được kiến tạo cách ngày nay khoảng 2 triệu năm trước, được chia thành 3 nhóm chính, đó là hang ngầm cổ, hang nền và hang hàm ếch. Trong đó thì hang sửng sốt thuộc nhóm hang ngầm cổ. Điều đáng lưu tâm nhất trong các hang động Caster của Vịnh Hạ Long đó chính là hệ thống măng đá và nhũ đá ở đây, với sự đa dạng các hình thù, kích thước, màu sắc, thành phần và độ tinh khiết. Chúng được hình thành qua hàng chục nghìn năm do nước Caster nhỏ giọt từ trần hang xuống, lắng đọng, kết tủa canxit mà thành. Ở khu vực cuối hang sửng sốt, du khách sẽ thấy có rất nhiều các nhũ đá bị đổ vỡ, nằm chồng chất lên nhau. Đơn giản là vì những khối thạch nhũ này được sinh ra từ trần hang, bám vào trần hang chủ yếu là nhờ vào lực kết dính của kết tủa canxit. Khi lớn dần lên thì trọng lượng của chúng có thể thắng lực kết dính mà rơi đổ cả khối xuống. Hiện tượng này theo các nhà nghiên cứu được cho là hoàn toàn tự nhiên, dường như cũng tuân theo chu kỳ tuần hoàn, đó chính là sinh ra, mất đi rồi lại được tái tạo. Ngay tại những nơi thạch nhũ từ trên trần hang bị rơi xuống, qua một khoảng thời gian dài sẽ hình thành nên những thạch nhũ mới. Và những thạch nhũ này thậm chí còn tinh khiết và mang giá trị thẩm mỹ độc đáo hơn những thạch nhũ đã mất đi. Dưới góc nhìn về các thành tạo trong hang động, Vịnh Hạ Long dù còn nguyên vẹn hay đã bị các hoạt động kiến tạo phá hủy, đều mang lại giá trị khoa học và tiềm năng du lịch rất to lớn. Qua thời gian thì các khối nhũ đá luôn được tái sinh, làm mới và sẽ luôn là điểm thu hút khách du lịch và các nhà nghiên cứu đến đây để khám phá, tìm hiểu các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Vịnh Hạ Long, đặc biệt là giá trị địa chất địa mạo. Kết thúc hành trình khám phá hang sửng sốt, du khách sẽ được đứng trên vị trí của cửa hang ra ở độ cao khoảng 30m so với mực nước biển. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát khu vực bến thuyền và cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long ở bên dưới. Phải công nhận rằng phong cảnh thiên nhiên của ngày hôm nay quá tuyệt vời. Thật khó tìm được một nơi thứ hai trên thế giới này như Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long hiện có rất nhiều sản phẩm tour tham quan đa dạng, từ chương trình tham quan một buổi đến vài ngày, với nhiều loại phương tiện vận chuyển khác nhau,
đáp ứng đa dạng nhu cầu tham quan của du khách. Hãy đến với Vịnh Hạ Long để có những trải nghiệm hết sức khó quên nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dịch TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.